qua đây mời bác sáu có cái tòa lạc biểu gì chỗ địa phương. Sao có đôi lời đi con sao? Dạ, tôi là Phạm Minh Tây, hôm nay 91 tuổi, được trời cho còn mạnh giỏi, trở về đây với quê hương và tặng quà chúc đỉnh cho bà con, ăn lấy hiểu tôi cho vui lòng. Tôi không có lỗi gì nên không biết bà con tha thứ, chuyện sơ sức, ông không làm sao đánh khỏi. Thầy, tôi cảm ơn quý bà con nhiều, vui vẻ. Sáng nay thì gia đình của bác Bình Tây cũng sẽ có cái sự kiện phát quà tại chợ Núi Lương quý vị. Gia đình bác Bình Tây cũng đã tới. Chào bác Sáu, một buổi sáng tươi đẹp. Bỏ gì mà? Bác Sáu của chúng tôi đã tới. Bác Sáu đang chờ đợi. Chúng tôi thì gia đình bác Sáu đã tới. Chúng tôi thì là quà hôm nay cũng đem tới. Chúng tôi quý vị anh chị bữa nay là đi về rồi, có công chuyện phải đi rồi, bữa nay vắng mặt anh chị rồi. Rồi bữa nay là mỗi dịp nhờ em. Rồi chào ba mươi anh chị. Rồi chào lớn hơn. Chúng tôi quý vị hôm nay thì tại ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ của tỉnh An Giang, gia đình gia đình bác Phạm Đình Tây cũng có một cái chương trình phát quà cho bà con. Trân trọng kính mời quý vị cùng chúng tôi để mà quý vị cũng được biết là hôm nay gia đình bác Phạm Đình Tây tặng cho bà con tại ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ là 80 phần quà quý vị, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm có 15 kg gạo, một phần mì, một cây giòn và một ký đường quý vị. Quà bữa nay thì cũng rất là tốt luôn quý vị. Gia đình bác Phạm Minh Tây đã tới rồi. Bà con bây giờ cũng đang chờ tới giờ để lãnh quà, giấc này cũng đông đông. Kính thưa quý vị, bác Phạm Minh Tây đã đến. Kính thưa quý vị, gia đình của bác Phạm Đình Tây đến đây thì cũng được các vị địa phương trong ban ấp, cũng có các chú cũng ở địa phương đến để mà tiếp đón. Rồi cũng tránh hết, rồi 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 trán
Bác Sáu ơi, bữa nay là như về tới quê hương của mình hả dạ? Dạ quê hương. Dạ hả? Quá. Dạ quê hương. Dạ. Rồi có gặp ai quen không? Nãy giờ như mấy ông này kể là cũng quen nè. Dạ hả? Dạ. Thầm ơn. Mấy chú ngày xưa có biết chú Sáu Cành không? Dạ. Vậy đó hả? Ồ, vậy sao? Dạ. Dạ. Bữa nay sao anh Trúc anh bỏ mình đi mất tiêu rồi. Dạ. Dạ có 8 giờ con có tới đây. Hồi nãy giờ con tới sớm, con tới Tông Đình. À, kính thưa quý vị, chương trình phát quà được bắt đầu. Cũng được là gia đình của bác Sáu đến để là hỗ trợ gạo, rồi mì, dầu ăn, đường thì gặp 80 phần quà thì để hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo của ấp Mỹ Lương thì đại diện cho ấp cảm ơn chủ gia đình của bác Sáu hỗ trợ cho hộ nghèo cận nghèo của địa phương góp mặt để đảm bảo cho họ trên địa bàn. Thì qua đây mời bác Sáu sao có đôi lời đi bác Sáu? Dạ. Tôi là Phạm Minh Tây, năm nay 91 tuổi, hỗ trợ cho cậu mạnh giỏi trở về đây với quê hương và tặng quà chúc đỉnh cho bà con ăn lấy tiểu tôi cho vui lòng. Tôi có lỗi gì nên cũng biết bà con tha thứ, chuyện sơ sức ông không làm sao tránh khỏi. Thầy tôi cảm ơn quý bà con nhiều, vui vẻ. Chỗ con này cũng đại diện cho của mặt trận địa chất của Mỹ thì cũng chân thành cảm ơn ông Sáu cũng cùng quý gia đình đã hỗ trợ những phần quà là vô cùng ý nghĩa để hỗ trợ cho các hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn thị trấn. Nói chung về của thì ấp Mỹ Lương nói riêng thì cũng xin thay mặt cho bà con cũng như là chính quyền địa phương chân thành cảm ơn gia đình ông Sáu. Cuối cùng thì cũng xin chúc sức khỏe gia đình ông Sáu thì luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Để xin cảm ơn rất nhiều. Rồi các anh đứng trong vô cho em vô chụp mô hình coi. Rồi đứng trong vô cho chị. Bây giờ cho đứng lên đứng đi. Đứng lên. Cho em vào trong quay cái. Kính mời cười tươi đồng chấp hành 1 2 3. Rồi chào cho cô đứng trước mặt bác. Rồi. Chào tới luôn. Chào cô tới tiếp tục luôn. Rồi. Rồi. Rồi anh Lâm ơi đứng bên đây nè Lâm. Chụp mô hình đó Lâm ơi. Rồi ôm ra quà cười tươi 1 2 3. Thank you.
Sáu ơi, thấy bà con là cái quà mừng rồi, bà Sáu thấy sao không Sáu? Tôi thấy còn nữa, tôi thấy tôi ơn mấy người này, tôi mấy người này đó. Dạ dạ. Nên tôi mới lên tới đây, tôi thấy mấy người này, tôi cầm lòng không đổ. Dạ. Tại vì mấy người này cũng được dài với mình hồi xưa. Dạ. Bây giờ á, thấy như tiền này đã còn rẻ hơn. Tôi khóc lên tiền xấu lắm. Mấy chuyện đây. Ok, đã lỡ khóc rồi cho khóc tới luôn. Có sao trai sao, có cảm tưởng sao không sao? Cảm tưởng, thấy ngày nay rất là vui. Bà con được nhận quà tới tay thì tôi mừng dữ lắm. Và mình có dịp về quê hương của mình ngày xưa, cách đây mấy mươi năm. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn. Ngày xưa bác Sáu ở đây, bác Sáu rất là trẻ, trung. Bác Sáu lúc đó rất là hoạt bát. Không ngờ bây giờ trở lại đây đây thì đã già rồi. 91 tuổi rồi. Nè, anh thề. Ủa? Ủa, dòng họ hả? Anh ruột hả? Ủa, em chứ hả? Anh thứ tư hả? Cô không ruột. Dạ. Ở nhà ở đâu là gần đây không? Lầm 30 là thời gian luôn á, cũng dài lại đi cặp một. Sao nay anh biết tới đây ạ? Mình là người địa phương. Địa phương mình liên hệ với ốc là ốc. Dạ dạ dạ. Nếu mấy mấy đợt rồi làm sổ từ thiện của lãnh đạo tình thương đó, các ốc. Anh tên gì em quên rồi? Anh Vinh. Anh Vinh. Anh Vinh, anh cũng qua thị trấn này. Còn anh chú ở đây? Tư Nghĩ. Tư Nghĩ. Tư Nghĩ. Dạ. Còn anh Hấu. Anh Hấu. Anh Hấu. Dạ, cũng ở thị trấn. Nói chung được cô quà ở địa phương mình mừng quá. Quà của bác Sáu cho quà cao à. Cô ơi, hôm nay mình được quà bà con Mạnh Thường Quân cho vậy là mà quá mừng phải không con? Dạ. Mình có ước ao gì nữa không? Ước ao có gạo ăn được. Ước ao sau này có thêm nữa ha. Dạ. Cô ở gần đây không? Dạ, tôi ở trong cái hàm thư bến xe nè. Dạ. Tụi con của bà Hằng bánh cá mà là. Dạ. Thì có làm gì ra tiền còn quá cậu đi xin kiếm tiền cho bệnh tiểu đường vậy giờ đi thưởng máu tuột máu cũng 88 rồi sáng giờ không dám đi sáng giờ mệt quá rồi nằm ở nhà đi lẫn dạo đi không nổi dạ. Cô bệnh trong mình hả? Dạ, bệnh tiểu đường. Dạ, con coi cho 50 ngàn. Dạ. Rồi, bác Sáu ơi, mình đi vòng vòng á, bác Sáu đi được không? Được. Được hả? Rồi, đi bác Sáu ơi. Tôi biết.
ba
Ủa không biết hả con? Ba con tên gì không biết hả? Ba con tên Giỏi thì tại vì Giỏi ông ngoại. Dạ. Con là trong tiền giấy giáo. Giỏi là ba biết rồi. Vậy hả? Ba đâu biết đâu không biết. Mà sao mình tay? Mà sao mình có người mời vô nhà kìa. Thì sao kêu ông mình dựng bẫy? Sao kêu ông mình dựng bẫy hả? À là kêu mình bên bác Sáu là gái. Châu. Con thu là 10 hả? Con 10 hả? Lấy ghế cho bác Sáu gái ngồi ghế đây. Lấy ghế cho bác Sáu gái hỏi tôi thì ghê qua tôi vô hỏi chồng mà chạy mất. Dạ con có một trong nhà cái hồi lần trước là con bị lên chi chi á các nhà xong cái con qua ăn bệnh. Con gặp chị Lệ Chi là chỉ để thằng chị Bảy, thằng Bảy trong hai cái sào kia rồi lấy người con. Lệ Chi nhà nó chết rồi. Thôi, đúng dạ, con biết. Đúng rồi. Bảy đi đi. Dạ. Dạ còn con nhớ hết á, còn có nói dạ nói gì đây bà chị quá gặp mừng đây chị là chị nói đó vậy với ông xã giờ không biết tôi là ai đâu không biết như là con hả? Ủa vậy sao chàng không từ nhân vật đâu, nhân vật đặc biệt rồi thấy giờ không biết. Con bắt Sáu không uống nữa để vô vô dùng cái bọc đi. Ủa gì hôm trước anh có về cùng với bác Sáu không? Thì đầu tiên đầu năm là tôi mang ông về luôn á. Dạ. Anh về đây rồi cứ trở đây thì còn chuyện thì có về trở vô thôi. Chứ này bệnh. Dạ. Chừng nào mới về bệnh? Đến trung tâm xã. Dữ dằn quá. Dữ dội quá. Đi khỏi nước rồi mẹ tính như vậy. Để nó mừng. Con giỏi, con ba giỏi, con ba giỏi, con giỏi. Con giỏi, con giỏi, con giỏi. Dạ. Dạ. Tư hả? Rồi con ở trong không? Về cái nhà đó đó. Ông biết mấy đứa hả? Dạ. Có con đứa hả? Ông nhắc có con đứa. Ông khá không? Ông bị tai biến cho hàng đó. Đó nhiều là. Đông quá. Anh đi qua hàng cả. Nắng không? Ủa,
đâu rồi, của ta mình phải vô nghĩa địa mình trước nhà. Ở đây là nghĩa địa hay sao? Nghĩa địa rồi gấp. Thằng gái cái bà mộ bà. Thôi khỏi. Thằng quá vậy. Thằng là nhiêu tuổi? 82. Dạ. 82 tuổi hả? 91. 91 hả? Gồm nhiêu vậy? 89. Ui ơi, 82. 82. Nhớ là tao có phải mấy bể mấy hoài. Quá à. Giờ tao 82. Vậy cứng dữ lắm rồi, 81 ở 91 rồi vậy cứng dữ lắm rồi đó. Anh khỏe không? Ngồi không? Ngồi. Dạ dạ để tôi... Gạo ngồi đây nghỉ. Ngồi đây nấu cơm hả? Dạ, ngồi đây nấu cơm tiếp hả? Chiều ăn trước đi nha, cũng quên chỗ lẫn con nhỏ. Nó giúp việc trong nhà. Nó nói chồng nó đau, nó nghe là bữa hổm. Sưng mà không thay mẫu ta. Mà uống mà mẫu đi hết trơn. Bữa hổm nghỉ bên đây kiếm anh con mạch. Mẹ mình bữa nay mẹ không qua đường xa quá, không có đi được. Mà nó kiếm, không có được anh. Xa quá đi gì được. Nó có gì tới đây kiếm anh không được. Mà con ảnh mất con. Biết không? Biết hẻm mình là hẻm này không? Biết. Giống như địa bàn của gì? Sợ quá sợ. Anh nói chuyện mà dốt vậy anh ba. Tôi nhớ hoài á. Ở cái nhà bên đây đó. Chưa anh cũng là bạn bè bạn đảo quá. Bạn bè bạn bộ không? Bà sống bên kia bà thương. Bà gì đây rồi? Chồng tôi ai đây? Rất nhiều bên đây rồi. Bà cũng đông 101. 101. Bà cũng đông kim. Ai đến á? Bà cũng đông kim. Ai đến á? Bà em đi nhé, bắt đầu ăn. Chú qua đây lúa đó. Chú cứ khi qua đây là cái đảo mặt á. Đi chợ mấy đứa đây. Ừ. Ba đứa. Ba thằng trai, một đứa gái. Ở viện chữ. Không, bây giờ con của ông là ba. Lâm tài xế lụa của chúng tôi đang chở bắt ba sáu về nha. Rồi chào tài xế lụa, chào ba sáu luôn. Rồi.